3 lầm tưởng về sâm panh mà mọi người vẫn thường nghĩ. 1. Sâm panh là tên của một giống nho hoặc thị trấn. Không có loại nho hay thị trấn nào được gọi là sâm panh cả. Cái tên sâm panh thực chất là được đặt theo tên của một vùng nằm ở phía đông bắc nước Pháp. Các thị trấn chính ở sâm panh là Reims, Epernay và Troyes. 2. Sâm panh nên được phục vụ với nhiệt độ lạnh. Đúng là sâm panh nên được phục vụ khi được làm lạnh, nhưng bạn cần ướp chúng trong soda. Nếu bạn muốn đánh giá chính xác một loại sâm panh chất lượng, thì nhiệt độ là yếu tố quan trọng. Sâm panh quá lạnh sẽ làm mất đi hương vị và mùi thơm. Thay vào đó, hãy để chai rượu ở nhiệt độ phòng một lúc rồi sau đó hẵng dùng. Bạn sẽ thấy sự khác biệt khi nhấm nháp. 3. Vang sủi bọt cũng được gọi là sâm panh. Các rượu sâm panh đều có thể được gọi là rượu vang sủi tăm, nhưng không phải tất cả các loại rượu vang sủi nào cũng gọi là sâm panh. Chỉ những chai vang sủi được sản xuất tại vùng sâm panh, phía đông bắc nước Pháp mới được phép đặt tên là sâm panh. Và tất cả các dòng vang sủi đến từ các khu vực khác chỉ được phép gọi chung là sparkling wine. Follow Daily Wine để biết thêm nhiều điều thú vị về rượu vang trên thế giới nhé!